Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thỉnh Nguyễn Thư kêu gọi điều tra lại 3 vụ án oan được hàng trăm người hưởng ứng. Ngày 7 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài Hàng trăm người kêu gọi Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước Việt Nam điều tra lại 3 vụ án oan. Cụ thể, hàng trăm người đã ký tên vào một thỉnh Nguyễn Thư do các luật sư Thảo để yêu cầu các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều tra lại các vụ án mà họ cho là oan sai đối với các tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng và Lê Văn Mạnh, trong đó ông Mạnh đã bị hành quyết. VOA cho biết, bất chấp sự phản đối của nhiều nước phương Tây và người dân trong nước, chính quyền Việt Nam đã hành quyết ông Mạnh vào ngày 22 tháng 9, trong lúc gia đình vẫn đang đi kêu oan cho ông. Một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng 10 nói rằng ông bàng hoàng và thất vọng trước việc chính phủ Việt Nam hành quyết ông mạnh. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn thỉnh nguyện thư do luật sư Lê Văn Hòa soạn thảo viết rằng các luật sư và gia đình các bị án đã gửi nhiều kiến nghị, tâm thư và đưa ra nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh việc khởi tố, truy tố, xét xử và kết án tử hình đối với cả ba tử tù Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh là không khách quan, thiếu thuyết phục, nhiều tài liệu chứng cứ mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ. Thỉnh nguyện thư này hiện đã được 365 người ký tên tính đến ngày 6 tháng 11. Được biết, ông Nguyễn Văn Trưởng bị cáo buộc là chủ mưu và tham gia chém chết thiếu tá cảnh sát Nguyễn Văn Sinh nhằm cướp tài sản và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng kết án tử hình vào năm 2008. Ông trưởng và gia đình đã kêu oan suốt hơn 16 năm. Gia đình ông trưởng ngày 4 tháng 8 đã nhận được thông báo về việc tòa án ra quyết định tiến hành tử hình ông nhưng không được biết ngày thi hành án. Ông Nguyễn Trường Chinh, bố của Nguyễn Văn Trưởng, nói với VOA rằng con trai ông ở Hải Dương Tại thời điểm vụ án xảy ra ở Hải Phòng ngày 14 tháng 7 năm 2007 Và đây là hình ba tử tù oan nổi tiếng của Việt Nam Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nghi ngờ tính khách quan của bản án phúc thẩm đối với ông trưởng Nhưng Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do chánh án Trương Hòa Bình làm chủ tọa đã bác kháng nghị này Ông Hồ Duy Hải, bị buộc tội giết chết hai phụ nữ ở tỉnh Long An vào năm 2008. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình. Song ông Hải và gia đình đã kêu oan suốt 15 năm qua. Hàng ngàn người trên khắp thế giới cũng đã từng kiến nghị đòi công lý cho ông hồi tháng 5 năm 2020. Ông Lê Văn Mạnh, người đã bị thi hành án vì bị kết tội giết và hãm hiếp một em gái vị thành niên ở Thanh Hóa vào năm 2005, dù ông và gia đình đã kêu oan suốt 17 năm qua. Mẹ của ông Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt, nói với VOA rằng con trai bà cùng bà di chuyển nhà cho em gái vào thời điểm án mạng xảy ra nên không thể là kẻ giết người. Và đây là hình luật sư Lê Văn Hòa, kêu gọi mọi người tham gia ký thỉnh nguyện thư. Theo VOA, ngoài Tổng Bí Thư Trọng và Chủ tịch Thưởng, thỉnh nguyện thư còn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các đại biểu Quốc hội quan tâm xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền, ngay lập tức tiến hành các thủ tục đặc biệt, để giải quyết dứt điểm ba vụ án nêu trên. VOA dẫn lời luật sư Hoài cho biết, ông sẽ gửi thỉnh nguyện thư tới ông Trọng, ông Thưởng và các cơ quan công quyền khi có 500 người ký ủng hộ để kiến nghị tạm dừng thi hành án vô thời hạn đối với ông Trưởng và ông Hải trong khi giải quyết hậu quả việc truy tố kết tội oan cũng như xử lý theo pháp luật đối với các cá nhân tiến hành tố tụng trực tiếp thủ lý giải quyết các vụ án oan này nếu không chứng minh được họ có tội. VOA dẫn lời luật sư Trần Anh Tùng, người cũng ký tên trong thỉnh nguyện thư, sẽ không có cơ hội để sửa chữa những sai sót sau khi thi hành án tử hình và tất cả mọi người cần phải lên tiếng trước khi quá muộn. Ông Trinh, bố ông trưởng, nói với VOA rằng ông hy vọng thỉnh nguyện thư có nhiều người biết và sẽ tới tai mắt người có tâm đức để cứu con ông cũng như các tử tù khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình. Thỉnh Nguyễn Thư kêu gọi điều tra lại 3 vụ án oan được hàng trăm người hưởng ứng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đầu tư công, quan chức cẩn thận kẻo thành củi. Ngày 6 tháng 11, nhà báo Huy Đức đã viết trên trang cá nhân của mình, Facebook Trương Huy Sang, bài đầu tư công, quy hoạch và dự bị củi. Tác giả đưa ra nhận xét, về các phát biểu của các vị bộ trưởng tại nghị trường quốc hội. Theo đó, bộ trưởng Hồ Đức Phước trả lời chất vấn khá thẳng vào câu hỏi và giải pháp mà ông đưa ra, kể cả kiến nghị sửa chính sách rất thực tiễn với tư duy mạch lạc. Trong khi bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thì rất thuộc bài, tờ giấy có lẽ do chuyên viên soạn vào giờ nghỉ trưa khiến ông trả lời khá máy móc. Hình như với ông Dũng, giải pháp là công văn giấy tờ đã ban hành Ví dụ, ông nói, đúng là công tác lập quy hoạch lúc đầu có vướng mắt, nhưng sau khi có nghị quyết 61 của Quốc hội thì vướng mắt đã được giải quyết. Và đây là hình tế tật trên trang cá nhân của nhà báo Huy Đức, tức Trương Huy Sang. Theo báo chí nhà nước tường thuật, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội về đầu tư công và công tác quy hoạch. Nói về công tác quy hoạch, Bộ trưởng Dũng cho biết Việc lập các quy hoạch theo luật quy hoạch là nhiệm vụ mới, phức tạp nên thời gian đầu đã bị chậm. Nhưng hiện đã có 106 quy hoạch được hoàn thành thẩm định, thẩm định hoặc quy hoạch xong, ông cho rằng đây là nỗ lực rất lớn, dù còn phải mất nhiều thời gian chỉnh sửa, rà soát. Tác giả Huy Đức bình luận, nếu như trước năm 2006, bộ kế hoạch và đầu tư là nơi xuất phát của rất nhiều chính sách đổi mới thì về sau các chính sách xuất phát ở đây lại thấp thoáng hồn ma kế hoạch hóa tập trung. Luật quy hoạch là điển hình của giấc mơ anh chủ nhiệm vẽ cả ngày mai thành bức tranh thay vì đưa ra những nguyên tắc vùng như thế nào thì phải trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực vùng như thế nào thì không được phát triển công nghiệp ô nhiễm để khi có tiền và xuất hiện nhu cầu đầu tư địa phương có thể ra quyết định ngay lực đòi các địa phương phải lập quy hoạch khi chưa xuất hiện ý tưởng và khi trong túi chưa có đồng nào. Tác giả cho biết, vài lần ông hỏi các nhà lãnh đạo tỉnh, tại sao các công trình, đặc biệt là công sở lại xây xấu như vậy. Họ nói, ông tưởng tuổi tôi muốn làm xấu như vậy à. Dự án bao giờ cũng kèm theo dân chạy dự án, nguồn vốn đi xuống, luôn kèm theo thiết kế và nhà thầu. Và đây là hình Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bên trái và Bộ trưởng Hồ Đức Phước trả lời chất vấn tại Quốc hội. Theo tác giả, đấy là lý do mà có một thời công sở ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc đều bị xuôi hóa, không một chương trình nào mang dấu ấn kiến trúc bản địa. Phải để cho từng cấp ngân sách quyết định phần vốn đầu tư của mình. Luật ngân sách và đầu tư công phải phân bổ cho địa phương theo nguyên tắc như sau. Chi tiêu thường xuyên theo bình quân đầu dân, nhân với hệ số khó khăn của từng vùng. Tác giả đề xuất đầu tư công, công trình nào của trung ương thì trung ương quyết định, phần giải tỏa mặt bằng, các phần ngân sách giao cho địa phương. Phần nào của địa phương thì ngân sách phân bổ bình quân, nhân hệ số phát triển, nơi nào khó khăn hơn thì hệ số cấp thêm cao hơn. Và do chính quyền địa phương quyết định theo thứ tự ưu tiên của mình thay vì xây trụ sở tượng đài. Tác giả cho rằng nếu không thay đổi luật quy hoạch, luật đầu tư công theo hướng thoát ra khỏi tư duy tập trung quan liêu thì chẳng những không bao giờ chống được tham nhũng, từ khâu chạy để được đưa vào danh mục và giữ được danh mục đầu tư, lên quy hoạch và bổ sung quy hoạch mà lãnh đạo địa phương nào muốn nắm bắt thời cơ phát triển, táo bạo ra quyết định cũng coi như đã đưa mình vào quy hoạch dự bị củi của lò. Thực tế, chính vì lo sợ nguy cơ bị thành củi này mà vốn đầu tư công đang bị tắt nghẽn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đầu tư công, quan chức cẩn thận kẻo thành củi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới